thì mình tiếp tục mình cắt hoa đó nữa ha mọi người ha. Hình như là hôm nay là tới tâm tay của hoa. Ngoài cái dòng đen rô các anh chị ha, thì cây phú thọ thì mình được gặp cắt hoa. Trời ơi. Mấy cái vòi này là chân là nhức nách luôn á. Quá xuất sắc luôn. Đó giờ là chuyên lan nhiều nhưng em sao vậy, mình cắt xét mới được. Tao thời gian vừa qua thì em vừa đăng tải những cái clip cắt những cái dòi hoa chớp anh chị, thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Trong đó thì có nhiều ý kiến tích cực ha, nhiều cái ý kiến trái chiều, và lần đầu tiên mà em bị thông tin trái chiều vậy các anh chị, muốn sang chấn tâm lý luôn á. Và lý do vì sao mà để em cắt những cái vòi hoa đẹp như thế này mà không để chơi hoa tiếp, thì mời các anh chị mình cùng theo dõi hết video hôm nay nha. Thật ra là với một cái chậu tác phẩm như thế này, để có những cái vòi hoa đẹp cho các anh chị mình ngắm, thì đâu đó là nó có một cái quá trình rất là dài. Bên cạnh việc là kích hoa cho nó ra đồng loạt một lúc nhiều vòi các anh chị ha, nó còn phải có thuốc bảo dưỡng hoa nè, rồi kích thước cho vòi hoa dài ha. Thì với một cái liều lượng thuốc rất là nhiều như vậy thì cái cây của mình nó đã chịu một thời gian rất là lâu. Thì đó là lý do vì sao mà sau một cái cuộc thi á, cái vòi hoa lan như thế này cần phải được cắt bỏ. Thứ nhất là để cho cây nó nhanh phục hồi các anh chị, nó không cần phải mang sứ mệnh nuôi hoa nữa, để cho nó phục hồi, nó lên mầm mới, nó tiếp tục nó tái tạo dinh dưỡng để cho nó những cái mầm con lên mới và những cái lứa hoa tiếp theo ha. Thì bây giờ em sẽ với cái chậu rồng vàng này, em xin tiếp tục cắt vòi hoa của nó nha mọi người nha. Đây, không những riêng về những cái chậu tác phẩm đi thi các anh chị, ngay cả những cái cây hoa lan mà các anh chị chơi tại nhà mình vẫn phải cắt vòi hoa nha. Ví dụ như mình muốn để hoa để mình ngắm, thì khi mà hoa nó nở đạt hết một vòi rồi thì các anh chị mình có thể bắt đầu cắt hoa để dưỡng cây. Thì với một cái cây móng rồng này thì cái độ bền hoa nó tầm khoảng 3 tháng đến 4 tháng. Nếu như mà mình để tới 4 tháng nó mới tàn hoa thì cái cây của mình nó mất sức rất là nhiều. Nên là khi đã nở hết hoa như thế này thì các anh chị mình nên cắt và phun cho nó một cái chế độ dinh dưỡng mới nữa các anh chị ha. Mình có thể bổ sung với lại là đạm cá nè, hoặc là các hợp chất của NPK ha, nó có hàm lượng lân và kali cao để giúp cho cây của mình mau phục hồi. Rồi thì các anh chị mình vừa xem là vì sao, lý do vì sao mà em đã cắt những cái vòi hoa trong những cái chậu tác phẩm, thì vừa để thanh minh cho mình ha các anh chị ha, để cho nó dưỡng cây nha, chứ không phải chứ tính em là không có thích cắt hoa gì hết á. Chị cắt bông rỡ sao bông đủ, em để qua để em chơi mà chị cũng cắt luôn. Thôi lỡ rồi. Lỡ.